Phật Thuyết Đại Thừa Bồ Tát Tạng Chấp Pháp Kinh, quyển 16, phẩm 4, Như Lai Chẳng Thể Nghĩ Bàn, phần 10. Lại nữa, này Xá Lợi, đời quá khứ Như Lai dùng tri kiến vô trước vô ngại tùy chuyển để chuyển. Vì sao? Này Xá Lợi Tử, đời quá khứ trong các cõi Phật, tất cả các việc hoặc thành hoặc hoại, Như Lai dùng phương tiện để biết hết tất cả, là trong cõi Phật có tất cả cây, cối, cỏ, thuốc, Như Lai cũng đều biết rõ. Là trong cõi Phật có tất cả loại chúng sinh và việc làm của chúng sinh, Như Lai đều biết rõ. Là trong cõi Phật tất cả chúng sinh có các tánh hạnh, các sắc tướng cho đến khắp cả, Như Lai đều biết. Là trong cõi Phật chư Phật xuất thế hóa độ cho đến mỗi mỗi việc các chúng sinh tuyên nói chánh pháp, và có chúng sinh dùng pháp thanh văn để hóa độ, hoặc có chúng sinh đem pháp duyên giác để hóa độ, hoặc có chúng sinh dùng pháp đại thừa để hóa độ. Cho đến cõi Phật rộng lớn, các chúng bí xô rất đông, tuổi thọ lâu dài, chánh pháp trụ thế lâu dài, gần gũi chúng sinh, ăn uống thọ dụng các việc cho đến chúng sinh thở ra thở vào. Như vậy tất cả chúng sinh ở đời quá khứ có các tướng hoặc sinh hoặc diệt, thọ sinh các nẻo, mỗi mỗi căn tánh, mỗi mỗi ý vui, Đức Phật đều biết rõ. Do tâm Như Lai không đắm trước cho nên biết rõ tất cả pháp. Các tâm vô biên, các tâm khởi lên, Như Lai dùng phương tiện tính đếm biết rõ tất cả. Như Lai dùng trí hiện lượng quán sát như thật tâm của các chúng sinh trong đời quá khứ. Trí tối thắng của Như Lai chưa từng gián đoạn, vì trình độ thích ứng chúng sinh tuyên nói chánh pháp. Xá Lợi Tử, đây là pháp bất cộng thứ 16 của Như Lai. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, đời vị lai, Như Lai dùng tri kiến vô trước, vô ngại, tùy chuyển mà chuyển. Thế nào là đời vị lai, chư Phật Như Lai sẽ xuất hiện ở thế gian, Phật đều biết rõ. Cho đến đời vị lai, kiếp thiêu, lửa cháy rùi sạch, nước lớn dâng lên, gió mạnh thổi dữ dội, nhưng các cõi Phật vẫn an nhiên không lay động. Cho đến các địa giới trong các cõi Phật, nát như vi trần và tất cả cỏ thuốc, cây rừng. Cho đến tướng trạng của tất cả tinh tú, đến khắp cả các cõi Phật, chư Phật xuất thế, duyên giác xuất thế, thanh văn xuất thế, Bồ Tát chứng quả cho đến chúng sinh thở ra thở vào, ăn uống thọ dụng hoặc đi hoặc đứng, cho đến khắp hết tất cả chúng sinh, mỗi mỗi chúng sinh đều hướng đến giải thoát, hoặc thanh văn thừa, hoặc duyên giác thừa, hoặc người tu đại thừa được giải thoát, tất cả việc đó Như Lai đều biết rõ. Lại nữa, khắp tất cả các cõi Phật, chỗ sinh ra của mỗi mỗi chúng sinh và tâm tâm sở sinh khởi, các việc đó Như Lai đều biết rõ. Tuy biết như vậy, nhưng Như Lai đối với các chúng sinh, đời vị lai không có chấp trước, chỉ ở đời vị lai như ứng quán sát. Vì các chúng sinh tuyên nói chánh pháp, này Xá Lợi Tử, đây là pháp bất cộng thứ 17 của Như Lai. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, đời vị lai Như Lai dùng tri kiến vô trước vô ngại tùy chuyển mà chuyển. Hiện tại mười phương tất cả các cõi Phật, Như Lai dùng ba thứ phương tiện tính đến biết rõ tất cả. Hiện tại tất cả chư Phật, tất cả Bồ Tát, tất cả duyên giác, tất cả thanh văn, Như Lai đều biết rõ. Cho đến hiện tại tất cả tướng trạng của tinh tú Như Lai cũng đều biết rõ. Và hiện tại tất cả cỏ thuốc cây cối Như Lai cũng biết rõ. Cho đến địa giới trong tất cả mười phương, nát vụn như vi trần, Như Lai còn dùng phương tiện tính đến biết rõ số vi trần đó. Lại nữa, tất cả thủy giới trong mười phương, nước phun lên nhỏ như đầu sợi lông. Lại nữa, tất cả hỏa giới trong mười phương sinh diệt nhanh chóng. Lại tất cả phong giới trong mười phương thổi dữ dội theo nhiều cách khác nhau, thổi dẹp tất cả. Như Lai dùng phương tiện tính đến biết hết tất cả. Lại nữa, giả sử tất cả không giới trong mười phương tụ lại nhỏ li ti như đầu sợi lông, Như Lai dùng phương tiện tính đến biết rõ tất cả. Lại nữa, hiện tại ba loại chúng sinh giới, Như Lai đều biết. Lại nữa, hiện tại địa ngục có tất cả chúng sinh chúng giới, nguyên nhân sinh và nguyên nhân diệt của họ, Như Lai đều biết. Lại nữa, hiện tại có tất cả súc sinh giới, nguyên nhân sinh, nguyên nhân diệt của họ, Như Lai đều biết. Lại nữa, hiện tại có tất cả ngạ quỷ giới, nguyên nhân sinh và nguyên nhân diệt của họ, Như Lai đều biết. Lại nữa, hiện tại tất cả cõi người, nguyên nhân sinh và nguyên nhân diệt của họ, Như Lai đều biết rõ. Lại nữa, hiện tại các cõi trời, nguyên nhân sinh và nguyên nhân diệt của họ, Như Lai đều biết rõ. Lại nữa, hiện tại tất cả chúng sinh và tâm sở ứng nhậm trì của chúng sinh, hoặc có phiền não hoặc lìa phiền não, Như Lai đều biết. Lại nữa, hiện tại tất cả chúng sinh tùy theo căn tánh của họ,
người nên hóa độ hoặc không nên hóa độ, Như Lai đều biết. Nhưng Phật Như Lai không có hai thứ tùy lưu thức chuyển. Như Lai đem diệu lý pháp môn tối thượng không hai tuyên nói cho chúng sinh. Này Xá Lợi Tử, đây là pháp bất cộng thứ 18 của Như Lai. Lại nữa này Xá Lợi Tử, Như Lai do đầy đủ 18 pháp bất cộng này nên sáng chói trong đại chúng và khắp cả mười phương tất cả thế giới, đầy đủ mọi oai quang, danh xưng tối thượng tốt đẹp hy hữu. Lại nữa này Xá Lợi Tử, 18 pháp bất cộng của Như Lai cũng như hư không, không có ngàn mé. Nếu ai biết được ngàn mé của hư không, thì biết được ngàn mé pháp bất cộng của Như Lai. Các đại Bồ Tát trụ tính nghe pháp này rồi, nên sinh lòng tin thanh tịnh, vượt lên sự phân biệt, liền mọi nghi hoặc biểu hiện thân tướng vui, tâm vui và phát sinh ý tưởng hy hữu. Khi ấy Đức Thế Tôn muốn làm sáng tỏ nghĩa trên, liền lập lại bằng kể rằng, địa phục thánh giả không lỗi lầm, thân ngữ ý nghiệp đều không động, như ứng nói pháp lợi chúng sinh, đây là pháp bất cộng của Thắng Tôn. Tâm Phật không cao cũng không thấp, chấm dứt tất cả mọi trái thuận, tu hành không tranh tâm giải thoát, là pháp bất cộng của Thắng Tôn. Phật đấng điều phục không thất niệm, giải thoát hành pháp đều biết rõ, bốn vô ngại giải đã viên minh, là pháp bất cộng của Thắng Tôn. Như Lai đi đứng và ngồi nằm, tất cả đều trụ tâm thiền định, không chúng sinh tưởng tâm không loạn, là pháp bất cộng của Thắng Tôn. Như Lai không có các thứ tưởng, đối với cõi Phật và chúng sinh, khởi hành bình đẳng danh tiếng lớn, là pháp bất cộng của Thắng Tôn. Tâm Phật đều hay quyết trạch xả. Chánh đạo quyết định khéo quán sát, không có phân biệt lìa phân biệt, là pháp bất cộng của Thắng Tôn. Năng nhân không giảm thiện pháp dục, luôn luôn thực hành bi phương tiện, điều phục vô lượng các quần sinh, là pháp bất cộng của Thắng Tôn. Tinh tấn chưa từng có giảm thiếu, điều phục các kiến rộng vô biên, khéo điều thân miệng ý như cũng vậy, là pháp bất cộng của Thắng Tôn. Như Lai không giảm mất chánh niệm, giác ngộ bồ đề đến đạo tràng, đối pháp giác ngộ tâm không khác, là pháp bất cộng của Thắng Tôn. Phật không phân biệt lìa phân biệt, bình đẳng an trụ tâm thiền định, các pháp quyết định không chỗ nương, là pháp bất cộng của Thắng Tôn. Phật tuệ sát na đều biết rõ, các hạnh chúng sinh cũng đều biết, tùy theo ý vui nói pháp môn là pháp bất cộng của Thắng Tôn. Nghe tiếng giác ngộ là thanh văn, tượng pháp duyên sinh gọi duyên giác, lìa trước không dơ bằng hư không, tâm đại xã này chẳng nghĩ bàn. Thọ sư an trụ tâm không giác, tự tánh giải thoát tâm nhậm trì, pháp giải thoát ấy tùy ứng nói, là pháp bất cộng của Thắng Tôn. Hiện tướng oai nghi chúng chiêm ngưỡng, tâm thẳng nhìn ngay vào thành ấp, tướng tốt trang nghiêm các ánh sáng, chúng sinh nhìn thấy đều điều phục. Chúng sinh thấy được ánh sáng Phật, vô số chúng sinh được diệu lạc, nhờ tiếp ánh sáng điều phục sinh, là pháp bất cộng của Thắng Tôn. Phật dùng một âm diện nói pháp, tùy ý chúng sinh nghe hiểu được, như vang theo tiếng lý tương ưng, là pháp bất cộng của Thắng Tôn. Tâm nghiệp thiện thể vốn không có, trí tạo tác nghiệp đều không quên, thánh trí tùy nhập tâm chúng sinh là pháp bất cộng của Thắng Tôn. Thiền định đẳng trì khéo tương ưng, chấm dứt tất cả mọi hí luận, hành pháp bình đẳng bằng hư không là pháp bất cộng của Thắng Tôn. Như Lai biết rõ đời quá khứ, chuyện tất cả pháp không chướng ngại, trí giải thoát biết rõ các nẻo là pháp bất cộng của Thắng Tôn. Tất cả pháp vị lai thế gian, hoặc là có được hoặc không được, chúng sinh cõi nước về Như Lai, Phật đều biết rõ không mệt mỏi. Tâm Phật chưa từng có tán loạn, quan sát căn cơ đời vị lai, biết chúng sinh và pháp cũng vậy, là pháp bất cộng của Thắng Tôn. Các chỗ chuyện trong đời hiện tại, Như Lai đều biết không nắm trước, Phật đấng điều ngự bằng hư không, là pháp bất cộng của Thắng Tôn. Như Lai đã có pháp bất cộng, là 18 pháp chẳng nghĩ bàn, như thật khai sáng như hư không, Bồ Tát nên sinh lòng tịnh tính. Này Xá Lợi Tử, Như Lai do đầy đủ 18 pháp bất cộng như vậy, cho nên Như Lai ứng cúng chánh đặng chánh giác, biết rõ thắng xứ, ở trong đại chúng đóng tiếng đóng sư tử, chuyển phạm luân vi diệu. Ngoài ra, các sa môn bà la môn, trời người ma phạm, đều không thể chuyển, không có pháp nào bằng pháp Như Lai. Này Xá Lợi Tử, các bố thí trụ tính được nghe pháp chẳng nghĩ bàn của Như Lai rồi, nên xin lòng tin thanh tịnh, vượt lên sự phân biệt, lìa mọi nghi hoặc, hoặc lại biểu hiện thân tướng vui, tâm vui, sinh ý tưởng hy hữu.
Phẩm 5 Từ Bi Hỷ Xả Phần 1. Lại nữa này, Xá Lợi Tử, chư Phật Thế Tôn xét biết Bồ Tát trụ tinh ấy là bậc pháp khí, có khả năng nắm giữ chánh pháp Bồ Tát Tạng, là pháp khí của chư Phật. Biết như vậy rồi, Thế Tôn liền đến nơi ấy, tùy căn cơ thích ứng nói pháp Bồ Đề. Này Xá Lợi Tử, vì lý do đó cho nên Bồ Tát biết, biết Bồ Tát trụ tính là đại pháp khí. Này Xá Lợi Tử, ta nhớ đời quá khứ ở kiếp A Tăng Kỳ, lại quá vô lượng số vô số A Tăng Kỳ kiếp chẳng thể nghĩ bàn. Lúc đó có Đức Phật xuất hiện thế gian với danh hiệu là Đại Uẩn Như Lai, ứng cúng chánh đẳng chánh giác, minh hạnh tốt thiện tệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Đức Phật ấy ở trong thế gian trời người Atula, Sa-môn và La-môn. Các đại chúng tự dùng thông lực chứng quả thánh viên mãn, tiếng nói chánh pháp cho đại chúng, đầu giữa cuối đều thiện, văn nghĩa sâu xa, tuần nhất không xen tạp, tướng viên mãn, phạm hạnh thanh tịnh. Này Xá Lợi Tử, Đức Đại Uẩn Như Lai ứng cúng chánh đẳng chánh giác có 72 nay cho tha đại chúng thanh văn, trong các chúng hội đều là A-la-hán, đã dứt sạch các lậu, không còn phiền não, tâm được tự tại, đã đến bờ giác. Lúc đó có nước tên là Tối Thắng Tràng, đã có quốc vương tên là Tối Thắng Thọ, đem chánh pháp trị hóa nhân dân, quốc độ rộng lớn, giàu có, sung sướng, an ổn, nhân dân đông đúc. Dù ấy có con tên là Tinh Tấn Hạnh, sắc tướng đoan nghiêm, ai cũng muốn ngắm nhìn. Thái tử này đời trước đã trồng căn lành, từng thân cận trăm ngàn, nay cho tha câu chi chư Phật cung kính cúng dường. Lúc đó Thái tử cùng với các quan trong dòng tộc, nghỉ ở một vườn lớn đẹp đẽ. Khế Đức Đại Uẩn Như Lai ứng cúng chánh đẳng chánh giác, biết Thái tử Tinh Tấn Hạnh là pháp khí của Phật, có khả năng nắm giữ chánh pháp Bồ Tát Tạng. Biết như vậy rồi, Thế Tôn liền đến phương ấy, đến rồi nhưng lại ở trên hư không nói pháp Bồ Đề Đạo cho Thái tử. Đức Phật Đại Uẩn bảo: Này Thái tử, pháp này sao gọi là Bồ Đề Đạo? Nghĩa là đối với chúng sinh khởi từ Ba La Mật Đa, tùy chuyển nhiếp pháp, đây gọi là Bồ Đề Đạo. Sao gọi là đối với chúng sinh khởi từ Ba La Mật Đa? Này Thái tử, Bồ Tát đối với chúng sinh giới hành từ rộng lớn, chúng sinh giới ấy như hư không giới, ví như hư không rộng lớn thanh thang, tâm từ của Bồ Tát cũng là như vậy. Đối với chúng sinh giới và chúng sinh tự tâm đại từ bao trùm tất cả. Thái tử nên biết, như chúng sinh giới không có hạn lượng, tư quán của Bồ Tát cũng như vậy, là như hư không không có biên tế, chúng sinh giới cũng không có biên tế, do chúng sinh không có biên tế, cho nên tâm từ cũng không có biên tế. Thái tử nên biết, số chúng sinh giới ấy rất nhiều, không đồng địa giới, thủy giới, phong giới. Này ta nói thí dụ để làm sáng tỏ nghĩa này, và cũng rõ được chúng sinh giới nhiều vô lượng. Này Thái tử, ví như phương Đông hằng hà sa số các thế giới, phương Nam, phương Tây, phương Bắc, bốn phía, trên, dưới, khắp cả mười phương hằng hà sa số các thế giới, nhưng tất cả đều cùng một biển cả, nước lớn đầy tràn cùng một nguồn nước, các chúng sinh tụ trong mười phương hằng hà sa số các thế giới, đem một sợi lông chẻ thành trăm phần, rồi lấy một phần chấm lấy một giọt nước. Cứ lại như trước, số lượng chúng sinh hằng hà sa số, lấy một đầu sợi lông trong nửa trăm phần chấm lấy giọt nước. Lại nữa, như trước hằng hà sa số chúng sinh là chẻ sợi lông ra nửa trăm phần cho đến như đầu sợi lông kia. Này Thái tử, như trước đã nói, lại thủy uẩn, dùng phương tiện tính đếm không thể so sánh số chúng sinh giới vô lượng vô biên. Vì chúng sinh giới vô lượng vô biên, cho nên tâm từ của Bồ Tát cũng là như vậy. Này Thái tử, ý Thái tử nghĩ sao, có thể biết được thiện căn từ quán của Bồ Tát không? Thái tử thưa, không thể biết. Thưa Thế Tôn, không thể biết. Thưa thiện thệ. Đức Phật Đại Uẩn bảo: Này Thái tử, thiện căn từ quán của Đại Bồ Tát cũng lại như vậy. Lại nữa này Thái tử, từ tâm có khả năng hộ vệ chính mình và làm lợi ích cho người khác. Do có lòng từ cho nên không sân hận đối với người khác, cũng không biết mệt mỏi, liệt các giận dữ, dứt mọi lỗi lầm, không thấy trái thuận, biểu hiện thanh tịnh, diệt mọi cấu ế. Thân miệng tâm thường sinh niềm vui vi diệu, trừ bỏ tạp nhiễm, dứt mọi sợ hãi, khéo phòng hộ như ác. Khởi ý thanh tịnh, diệt mọi đấu tranh, không cầm dao gậy, hướng đến giải thoát, lìa các tổn hại, xa lìa mọi tâm ý quanh co, từ cố tạp loạn. Lời lẽ hư dối, nuôi dưỡng thân mạng bằng tài lợi tốt đẹp,
thường được Đế Thích Phạm Vương cung kính, oai đức trang nghiêm, bậc trí khen ngợi, bảo hộ các người ngu, hộ trì phạm hạnh, không nhiễm trước dục giới, phát sinh tất cả đường giải thoát, và khéo nhiếp thọ, không ham thích phước hạnh hữu vi, cũng không tích tập tất cả phước hạnh hữu vi tối thắng, nhưng đại nhưng lại thường tăng trưởng trang nghiêm, bằng 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, trừ bỏ tất cả các căn yếu kém khuyết tật, hướng thẳng đến nẻo thiện niết bàn và nhanh chóng chấm dứt tất cả nẻo ác. Từ vui với tất cả pháp ái, không nhiễm trước mọi thọ dụng, dục lạc giàu sang, sung sướng, vui thích của vị của vương vị. Đối với các chúng sinh khởi tâm bình đẳng, thường hành bố thí, lìa các tưởng tà vậy sai khác, tùy thuận tu tập tất cả giới học, khéo bảo hộ cho những người hủy giới, hiện sức nhẫn nhục xa lìa ác ma và các việc kiêu mạn, siêng năng tinh tấn, chánh hạnh xuất ly, thiền định giải thoát đẳng trì đẳng chí, dùng tâm quyết định cầu xuất ly phiền não căn bản, thắng tuệ tịnh nhân phát sinh tất cả từ văn tổng trì, từ phần tha phần đều không trái nghịch xâm hại, dứt trừ tất cả phiền não ma, đi đứng nằm ngồi, tăng trưởng tất cả niềm vui vi diệu hòa hợp, trừ khử tất cả tự tánh bất thiện và các tác ý, luôn luôn trang sức bằng hương thơm tàm quý, tiêu diệt tất cả ác thú chướng nạn và các phiền não, thương khởi tâm từ cứu hộ thế gian, dùng tâm đại bi bỏ đi cái vui ích kỷ riêng mình, mà phải vui theo cái vui của người khác. Lại nữa này Thái tử, các vị thanh văn, khởi tâm từ chỉ vì lợi ích cho riêng mình, tâm từ của Bồ Tát thường lợi ích cho tất cả chúng sinh. Lại nữa nên biết Bồ Tát mới phát tâm thực hành chúng sinh duyên từ, tu hành hạnh Bồ Tát pháp biên từ, được hạnh nhẫn Bồ Tát vô duyên từ. Này Thái tử, như trên đã nói, đều là Đại Bồ Tát tu đại từ tâm. Nếu các Bồ Tát trụ tâm từ thì có khả năng hành tâm từ rộng lớn đối với chúng sinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật thuyết Đại Thừa Bồ Tát Tạng Chánh Pháp Kinh, quyển 17, phẩm 5, Từ Bi Hỷ Xả, phần 2. Lại nữa, Đức Đại Uẩn Như Lai bảo Thái tử tinh tấn hạnh, sao gọi là tâm đại bi của Bồ Tát? Là vì khi Bồ Tát cầu quả chánh đẳng chánh giác với tâm đại bi là trước nhất. Thí như sĩ phô, có mạng căn là lấy hơi thở ra vào là trước hết. Bồ Tát Thích Tập Đại Thừa, lấy tâm đại bi làm đầu cũng lại như vậy. Là như chuyển Luân Thánh Vương, dùng Luân Bảo là trước hết, thì mới có thể được các báu khác. Bồ Tát Viên Mạng lấy đại bi làm đầu, thì mới có khả năng đạt được tất cả Pháp Phật. Vì thế nên biết, Bồ Tát Đại Bi không bao giờ rời bỏ tất cả chúng sinh. Lại nữa này, Thái tử, sao gọi là Bồ Tát chuyển tâm đại bi đối với chúng sinh? Vì Bồ Tát quán thấy tất cả chúng sinh ở thế gian chấp chặt vào các hữu thân kiến, không những thế, lại còn bám theo các kiến rồi bị nó trói buộc. Bồ Tát vì nói pháp đoạn trừ chấp trước, cho nên đối với chúng sinh chuyển tâm đại bi. Lại nữa, Bồ Tát quán thấy tất cả chúng sinh ở thế gian sống trong điên đảo, vô thường là tưởng là thường, khổ tưởng là vui, vô ngã tưởng là ngã, bất tịnh tưởng là tịnh. Bồ Tát vì nói pháp đoạn trừ điên đảo cho nên đối với các chúng sinh chuyển tâm đại bi. Lại nữa, các Bồ Tát quán thấy các chúng sinh ở thế gian điên đảo chấp trước các việc nhiễm dục đối với mẹ và các chị em, lại khởi tâm tham nhiễm. Bồ Tát suy nghĩ như vậy, quái thay, chúng sinh tội nghiệp thế gian ái trước cảnh dục, không phải việc làm của bậc thánh, tà hạnh lan tràn, nguyên do đầu thai vào thai mẹ, sau mẹ sinh ra, sau hôm nay trở lại sinh dục ý. Chị em cùng đồng thể, đồng sinh một thai mẹ, để nào vì nhiễm duyên mà cùng hòa hợp. Hoại cực phá hoại, tối cực phá hoại, tham sân si nổi lên, phá hoại thân tâm, vô trí phá hoại, hủy diệt chánh pháp, kiến lập phi pháp, thực hành pháp hiểm nạn, rơi vào cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Phải như đêm tối bày trộn đi vào nghĩa địa, khởi tướng hung ác, tìm kiếm thức ăn. Chúng sinh thế gian nhiễm trước điên đạo cũng lại như vậy. Phải như người mù ở thế gian không thấy được các sắc tướng, rơi vào đường hiểm ác. Chúng sinh nhiễm trước cũng lại như vậy. Phải như bầy heo ăn các thức ăn bất tịnh dư thừa, chúng sinh nhiễm trước cũng lại như vậy. Vì nhiễm duyên điên đạo nên bị ô nhiễm làm hại, rơi vào cảnh giới ma, bị dây ma trói buộc, rơi vào bùng dục. Bồ Tát vì nói pháp đoạn trừ nhiễm ái, nên khởi tâm đại bi đối với chúng sinh.
Lại nữa, Bồ Tát quán thấy tất cả chúng sinh ở thế gian bị năm triền cái che lấp, tên dục bắn vào, đắm trước các cảnh, mắt thấy sắc, rồi đắm trước vào cảnh ái, tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, tùy theo cảm hứng yêu thích mà sinh ra chấp trước. Khổ thay, chúng sinh làm tổn hại quá lắm, gần gũi bạn ác, mưu cầu tài lợi lẫn nhau, nhận thức theo lối của bạn ác, được cái lợi vô nghĩa, làm tổn hại khổ não cho nhau, chứa đầy ác pháp, hôn trầm, thùy miên, biến nhát, mê muội vô trí, cứ đuổi mãi theo các việc làm ác. Các chúng sinh này là khách trần phiền não, làm nhiễm ô tâm, khởi các nghi hoặc. Các chúng sinh này nhất định không thể được pháp Phật tầm thâm tối thượng. Bồ Tát vì thế mà nói pháp để đoạn trừ ngăn che. Đây là Bồ Tát chuyển tâm đại bi đối với chúng sinh. Lại nữa, Bồ Tát quán thấy tất cả chúng sinh thế gian khởi tâm kiêu mạn, như mạn, quá mạn, ngã mạn, tăng thượng mạn, ti mạn, tà mạn, đó là bảy mạn. Một, đối với thấp kém mà chấp là tối thắng. Hai, đối với tối thắng mà chấp là bằng. Ba, đối với tối thắng, chấp là tối thắng. Bốn, nương cậy chấp ngã. Năm, chấp mình nhiều đức, đối với pháp công đức tăng thượng khởi tâm kiêu mạn. Sáu, chấp người khác không bằng mình. Bảy, cho mình có đức. Vì tâm kiêu mạn cho nên việc đáng xưng tán lại không xưng tán, đáng được đảnh lễ cung phụng lại không lễ phụng, không kính bậc lão túc, không ghi nhận những gì tôn sư dạy, không thỉnh hỏi bậc trí giả về cái gì là thiện, cái gì là bất thiện, nên thân cận ai và không nên thân cận ai, điều nào nên làm và điều nào không nên làm, việc nào có tội, việc nào không có tội, cái gì là chánh đạo, cái gì là tam ma địa, cái gì là giải thoát. Các pháp như vậy không chịu thỉnh hỏi. Bồ Tát vì nói pháp đoạn trừ tất cả ma chướng cho đến chuyển tâm đại bi đối với chúng sinh. Lại nữa, Bồ Tát quán thấy tất cả chúng sinh ở thế gian bị dây áo trói buộc, tham đắm. Tham ái đắm vào trai, gái, thê, thiếp, tài lợi. Vì tham ái cho nên đắm vào ba đường ác, hiểm nạn, sinh tử, ba cõi trói buộc, câu thúc thân tâm, không được tự tại. Do không tự tại cho nên tạo ra các tội nghiệp. Bồ Tát vì muốn khiến chúng sinh đều hướng đến thánh đạo Niết Bàn để nói chánh pháp. Đó là Bồ Tát chuyển tâm đại bi đối với chúng sinh. Lại nữa, Bồ Tát quán thấy tất cả chúng sinh ở thế gian, xa lìa thiện tri thức, gần gũi ác tri thức, do gần ác, cho nên nhiễm trước mười pháp bất thiện, đó là sát sinh, trộm cướp, tà nhiễm, nói dối, nói theo dệt, nói hai lưỡi, nói ác khẩu, tham dục, sân nhuế, tà kiến. Bồ Tát muốn khiến tất cả chúng sinh được thiện tri thức nhiếp thọ, chức trừ tất cả nghiệp bất thiện, tích tập mười thiện nghiệp thanh tịnh, tuyên nói chánh pháp. Đó là Bồ Tát chuyển tâm đại bi đối với chúng sinh. Là nữa, Bồ Tát quán thấy tất cả chúng sinh ở thế gian bị si che lấp, do mình đèn tối luôn theo đuổi, chấp trước ngã nhân, chúng sinh thọ giả, Bổ Đặc Già La, tác giả thọ giả, ngã ngã sở. Bồ Tát vì muốn khiến tất cả chúng sinh như vậy được tuệ nhãn thanh tịnh, đoạn diệt các kiến, nên tuyên nói chánh pháp. Đó là Bồ Tát chuyển tâm đại bi đối với tất cả chúng sinh. Lại nữa, Bồ Tát quán thấy tất cả chúng sinh ở thế gian chìm đắm sinh tử không thể giải thoát, từ bị năm uẩn giết hại. Bồ Tát vì khiến giải thoát năm uẩn, vượt khỏi đồng hoang hiểm nạn luân hồi, muốn thoát khỏi ba cõi, tuyên nói chánh pháp. Đó là Bồ Tát chuyển tâm đại bi đối với chúng sinh. Là nếu Bồ Tát quán thấy tất cả chúng sinh trong thế gian làm các việc bất thiện như cây gai nhọn, tuy có mọc nhưng không ai dùng. Chúng sinh tạo nghiệp bất thiện cũng là như vậy. Đời này đời khác luân hồi năm nẻo, không thể thuận hướng đến thánh đạo Niết Bàn. Bồ Tát vì muốn mở cửa Niết Bàn để chúng sinh bước vào, cho nên tuyên nói chánh pháp. Đó là Bồ Tát chuyển tâm đại bi đối với chúng sinh. Lại nữa này, Thái tử, Bồ Tát quán sát chúng sinh trong thế gian như vậy, nên dùng mười tướng chuyển tâm đại bi. Một, tâm không dối trá chuyển, xuất ly hư dối rộng không. Hai, tâm sâu xa kiên cố chuyển, có khả năng xuất ly. Ba, thần thông không hư dối chuyển, chánh đạo xuất ly. Bốn, tâm không quanh co chuyển, chấm dứt các tâm quanh co khéo xuất ly. Năm, tâm chân thật chuyển, đối với các chúng sinh đều không cao thấp bình đẳng xuất ly. Sáu, tùy hộ tha chuyển, tự tâm thanh tịnh khéo xuất ly. Bảy, tâm tuệ kiên cố chuyển, lìa tâm động tĩnh luôn luôn an trụ khéo xuất ly. Tám, sợ bỏ cái vui riêng mình chuyển, xuất ly đắm trước. Chín, dù giữa cái vui người khác chuyển, lợi tha xuất ly.
10. Gánh vác sự nặng nhọc của chúng sinh chuyển, tinh tấn, kiên cố, khéo xuất ly. Đại Bồ Tát đem 10 tướng thù thắng như vậy chuyển tâm đại bi đối với chúng sinh, hoặc có chúng sinh đáng dùng pháp đại thừa để xuất ly, để được xuất ly. Bồ Tát liền khởi tâm đại bi vì độ xuất ly. Đây là đại bi của Bồ Tát. Lại nữa, nếu có chúng sinh đáng dùng pháp tu bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tỉnh lự, tuệ thù thắng, Bồ Tát liền khởi tâm đại bi, tùy theo trình độ thích ứng mà độ xuất ly. Đó là đại bi của Bồ Tát. Lại nữa, nếu có chúng sinh đáng dùng tu niệm xứ, chánh cần, thần túc, căn lực, giác, đạo, hoan hỷ, căn bản, sự nghiệp tối thắng, kế đến là các định, cho đến 10 thiện nghiệp đạo chương cứu rộng lớn, Bồ Tát tùy theo trình độ thích ứng mà chuyển, từ tâm đại bi, khởi trí tự nhiên của Phật, ăn uống là vì để nuôi dưỡng tuệ mạng, đó là đại bi của Bồ Tát. Là nữ Bồ Tát từ nơi các việc làm cực thiện mà khởi tâm đại bi, thì các chúng sinh nên làm việc gì, tất cả Bồ Tát đều nhắm vào, làm sao cho chúng sinh được ý vui trọn vẹn, đó là đại bi của Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát đầy đủ tâm đại bi như vậy, thì có khả năng quán sát chúng sinh đều khiến được các pháp như vậy. Đây là Bồ Tát khởi tâm đại bi, suy nghĩ thương nhớ chúng sinh. Lại nữa này, Thái tử, sao gọi là hỷ tâm của Bồ Tát? Là vì Bồ Tát đối với các thiện pháp tùy theo suy nghĩ hoan hỷ vui thích, nghe các pháp thiện không kinh sợ, không sinh mệt mỏi, trừ khử tất cả tâm sai khét, an nhiên hâm mộ tất cả pháp lạc, tâm vui vẻ, thân tùy thuận, tự tâm thanh tịnh, ý sinh hoan hỷ, thấy được thân tướng tốt đẹp trang nghiêm của Như Lai, cần câu ái mộ, càng tăng vui vẻ, nghe pháp không chán, y pháp tu hành, hoan hỷ vui thích, hoan hỷ nhẫn chịu những lời ác độc đưa đến. Từ đó sinh khởi các pháp hoan hỷ, khởi tâm vô ngại đối với tất cả chúng sinh, tiên nói triển khai, để mọi người được hiểu, không có tâm keo kiệt, nhiếp phục sang lận. Từ người mong cầu mà hoan hỷ bố thí, nét mặt luôn vui vẻ, giúp hộ người hủy giới, tôn kính người trì giới, thương sinh thanh tịnh. Tự tu hành được thanh tịnh rồi, vượt khỏi mọi sợ hãi ác thú, hoan hỷ an ủi tất cả chúng sinh, hoan hỷ nhận chịu những lời ác độc quấy nhiễu. Khi Bồ Tát bố thí mắt và các chi tiết trên thân phần, nên sinh hoan hỷ, cam nhận tâm không gián đoạn, luôn sinh vui thích, khởi tâm hoan hỷ, tôn kính số trưởng, tôn trọng kỹ linh, không sinh khinh mạng, mặt luôn vui vẻ, và nở nụ cười trước khi muốn nói điều gì. Lìa mọi tâm ý quanh co, ganh ghét, hoan hỷ trừ khử lời lẽ tạp loạn, hỷ tâm vui thích các pháp xuất ly, cung kính tôn sư như cung kính các vị Bồ Tát, kính trọng chánh pháp, cũng như bảo hộ thân mình, tôn trọng cung phụng Như Lai, như tiếc mạng mình, vâng giữ sư phạm như là cha mẹ, thương nhớ tất cả chúng sinh như con đẻ, tuân theo phép tắc như bảo hộ trọng mắt, tôn kính người tu hành như bảo hộ đảnh đầu, tinh thọ các ba la mật đa như tay chân kiên cố, lặp lại lời của pháp sư như thích báu vi diệu, cần cầu chánh pháp như trọng thuốc hay, tán thán cung phụng y phương như nước trên đầu nguồn. Này Thái tử, như vậy là ta đã nói tâm hỷ của Bồ Tát. Nếu Đại Bồ Tát trụ tâm hỷ thì lúc nào cũng được hoan hỷ, cần cầu chánh pháp chưa từng mệt mỏi, khởi tâm hoan hỷ tu hạnh Bồ Tát. Lại nữa này, Thái tử, sẽ gọi là tâm xả của Bồ Tát? Xả có ba thứ: một, xả phiền não; hai, xả tự tha tùy hộ; ba, xả thời tùy thời. Sao gọi là xả phiền não? Là cung kính không cao, cung kính không thấp, được lợi không lãnh nạp, mất lợi không nội cấu, thấy người trì giới và người hủy giới tâm luôn bình đẳng, được khen không mừng, bị chê không giận, an nhiên trước mọi sỉ nhục, không lay động trước lời tán dương, đối với các pháp khổ khéo biết lực lựa chọn, đối với các pháp vui thường hay suy xét, không đắm trước tùy thuận, không đoạn trái nghịch tàn hại, đối với bạn tốt bạn xấu luôn giữ tâm bình đẳng, đối với người làm thiện làm ác lại cũng không hai, đối với cảnh thích không thích bình đẳng mà xả, đa văn vô văn đều không lãnh thọ, nói thiện nói ác đều không trái thuận, an ủi hay lỗi lầm cả hai đều bình đẳng, tâm bình đẳng thương nhớ tự tha chúng sinh, không tiếc thân mạng, đối với tất cả chúng sinh thượng trung hạ đều chiếu sáng bình đẳng, đối với tướng đẹp xấu đều trụ pháp bình đẳng, đối với chân vọng tự thật thanh tịnh.
Này Thái tử, như vậy là ta đã nói Bồ Tát không có phân biệt chủng loại xả tâm thanh tịnh, đó là xả các phiền não. Sao gọi là tự tha tùy hộ xả? Nghĩa là khi Bồ Tát cắt thịt thân mình bố thí cho người khác, thì luôn trụ xả tâm, không có sự mong cầu, thân không làm gì khác, miệng không nói gì khác, không bao giờ lay động, không nhãn tướng, không sắc tướng, cho đến không có ý tướng, không có pháp tướng, tất cả đều không lay động. Đây gọi là xả. Làm ác không thể hại cũng gọi là xả, làm thiện không lay động cũng gọi là xả, tự tha đều nhẫn cũng gọi là xả, trụ tâm bình đẳng, trước việc nhiêu ít và không nhiêu ít cũng gọi là xả, không có các việc tranh cãi, đây là xả tối thượng. Tự tâm quyết định cũng gọi là xả, suy xét mình người đều không bị hại, Bồ Tát trụ tâm thiền định mà hành xả. Nhưng hành xả của Bồ Tát không giống với pháp hành xả của Như Lai. Vì sao? Vì Đại Bồ Tát đối với pháp xả ấy hiện tiền biết rõ, luôn luôn tu tập thực hành đối với các thiện pháp, luôn cần cầu, biết thời, tùy thời mà hành xả. Sao gọi là thời tùy thời xả? Nghĩa là Bồ Tát quán thế chúng sinh không phải là pháp khí, là kẻ vô văn. Xả trụ tâm xả là đối với suy, hủy, cơ, khổ, tất cả chúng sinh trụ cũng trụ xả tâm. Là đối với pháp thanh ban thừa, quyết định vượt qua, vượt nhân xả, khi bố thí hành trì giới xả, khi nhẫn nhục hành bố thí, trì giới nhẫn nhục tinh tấn xả, lúc tinh tấn hành trì giới xả, lúc thiền định hành bố thí xả, đối với trí tuệ, hành năm ba la mật đa, đều viên mãn xả, đây gọi là tùy thời, thời xả. Các việc nên làm và không nên làm, tất cả pháp đó đều trụ bình đẳng cũng gọi là xả. Các Đại Bồ Tát trụ xả hạnh, cho nên đối với các thiện pháp cũng đều gọi là xả. Này Thái tử, các điều đã nói trên đều gọi là Đại Bồ Tát đối với tất cả chúng sinh khởi tâm từ bi hỷ xả. Khi ấy Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Như Lai bảo Xá Lợi Tử. Lúc Đại Uẩn Như Lai nói pháp từ bi hỷ xả cho Thái tử tinh tấn hành rồi, lại nói sáu ba la mật đa như bố thí ba la mật đa, trì giới ba la mật đa, nhẫn nhục ba la mật đa, tinh tấn ba la mật đa, thiền định ba la mật đa, thắng tuệ ba la mật đa. Đức Đại Uẩn Như Lai nói sáu ba la mật đa này khiến Thái tử tinh tấn hạnh, sinh ra tinh tấn như lý tu hành. Phẩm 6. Bố thí ba la mật đa phần 1. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, sao gọi là đối với ba la mật đa siêng năng tinh tấn? Này Xá Lợi Tử, nếu người nào đối với sáu ba la mật đa này mà siêng năng tinh tấn thì gọi là Bồ Tát hạnh. Sáu ba la mật đa đó là 1. Bố thí ba la mật đa, 2. Trì giới ba la mật đa, 3. Nhẫn nhục ba la mật đa, 4. Tinh tấn ba la mật đa, 5. Thiền định ba la mật đa, 6. Thắng tuệ ba la mật đa. Này Xá Lợi Tử, các Đại Bồ Tát thấy Sa Môn, Bà La Môn nghèo cùng, một mình đứng xin giữa đường, tùy theo những gì họ mong muốn đều ban cho, hoặc xin đồ ăn, thức uống, y phục, hương xoa, tràng hoa và chỗ ở, hoặc xin thuốc thang, đèn đuốc, âm nhạc, vợ con, nô tỳ, vườn rừng, đài quán, vàng, bạc, lưu ly, sa cừ, mã não, san hô, hổ phách, ma đi, trân châu, và các loại báu khác như voi, ngựa, xe cộ, tiền tài, lúa tóc, kho chứa, cho đến ngôi vị chủ luân vương trong bốn đại châu giàu có, vui tích sung sướng, kể cả tay chân, tai, mắt, tai mũi, mắt, thân, phần, máu, thịt, xương, tủy, những gì có ở thế gian đều cho hết. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, có 10 pháp. Bồ Tát nếu thực hành đầy đủ 10 pháp ấy thì mới có thể thanh tịnh đầy đủ, thường hành bố thí. 1. Bồ Tát thọ dụng thí không sợ gian nan. 2. Bồ Tát không ép bức chúng sinh thí. 3. Bồ Tát không kinh sợ người khác thí. 4. Bồ Tát luôn xả sự thỉnh thí. 5. Bồ Tát không hiện tướng thí. 6. Bồ Tát đối với các chúng sinh không có dị tưởng thí. 7. Bồ Tát không tổn hại thí. 8. Bồ Tát không phân biệt quốc độ hoàn cảnh thí. 9. Bồ Tát thế chúng sinh nhưng không tác ý.
Này Xá Lợi Tử, Bồ Tát nếu có khả năng thanh tịnh được 10 pháp này thì mới có thể bố thí. Lại nữa có 10 pháp, nếu Bồ Tát có thể thanh tịnh đầy đủ thì mới có khả năng thực hành bố thí. 1. Bồ Tát không trái nghiệp báo thí. 2. Bố thí không tà ý vui thí. 3. Bồ Tát đều hiểu biết thù thắng thí. 4. Bồ Tát không mệt mỏi thí. 5. Bồ Tát thí, nhưng không mong người khác biết đến. 6. Bồ Tát thí không não hại. 7. Bồ Tát thí không thoái lui. 8. Bồ Tát không vì khen ngợi trì giới mà thí. 9. Bồ Tát không khinh mạng phá giới mà thí. 10. Bồ Tát thí không mong cầu quả báo. Bồ Tát nếu có khả năng thanh tịnh được 10 pháp như vậy thì mới có thể thực hành bố thí. Là có 10 pháp, Bồ Tát nếu có khả năng thanh tịnh đầy đủ thì mới có thể thực hành bố thí. 1. Bồ Tát thí không hủy bán. 2. Bồ Tát thí không trái nghịch. 3. Bồ Tát thí không tì vết. 4. Bồ Tát thí không giận dữ. 5. Bồ Tát thí không ganh ghét. 6. Bồ Tát thí không có sân nhuế. 7. Bồ Tát thí một cách cung kính. 8. Bồ Tát tự tay thí. Chính Bồ Tát tùy sở thích ứng với tâm lượng rộng mở. 10. Bồ Tát đối với chỗ sinh ra thí không mong cầu. Bồ Tát nếu có khả năng thanh tịnh được 10 pháp như vậy thì mới có thể thực hành bố thí. Lại có 10 pháp, nếu Bồ Tát có khả năng thanh tịnh đầy đủ thì mới có thể thực hành bố thí. 1. Bồ Tát bền vững thí. 2. Bồ Tát thí không cùng tận. 3. Bồ Tát thí không phần đoạn. 4. Bồ Tát thí không vì tin người khác. 5. Bồ Tát thí không đắm trước tâm hạ liệt. 6. Bồ Tát hoan hỷ thí, chứ không mong cầu sắc tướng thọ dụng giàu có. 7. Bồ Tát thí không phải vì mong cầu phạm vương đế thích hộ thế chư thiên. 8. Bồ Tát thí không mong cầu địa vị thanh văn duyên giác. 9. Bồ Tát thí không hủy bán trí giả. 10. Bồ Tát thí những việc làm thiện lợi đều hồi hướng nhất thiết trí. Bồ Tát nếu có khả năng thanh tịnh được 10 pháp như vậy thì mới có thể thực hành bố thí. Phật Thuyết Đại Thừa Bồ Tát Tạng Chánh Pháp Kinh Quyển 18 Phẩm 6 Bố Thí Ba La Mật Đa Phần 2. Lại nữa này Xá Lợi Tử, có 10 pháp khen ngợi, nếu Bồ Tát thanh tịnh đầy đủ thì mới có thể thực hành bố thí. Pháp khen ngợi này vì là hữu vi xuất ly cho nên được quả hữu vi. Bồ Tát nên bố thí như vậy thì được 10 pháp khen ngợi. 1. Bố thí thức ăn thì được sống lâu. 2. Bố thí thức uống thì dứt trừ tất cả phiền não các ái. 3. Bố thí các loại xe cộ thì sẽ được các việc lợi lạc. 4. Thí y phục đẹp liền khởi lên tàm quý như được lọng vàng. 5. Thí các loại hương xoa tràn xoa liền được trang sức bằng hương giới, văn đẳng, trì, vi diệu. 6. Thí hương thơm bột hương thì thân được mềm mại thoảng thơm, thoảng hương thơm phức. 7. Thí các loại ngon thì được vị ngon trung thượng và đầy đủ tướng đẹp. 8. Thí chỗ ở liền được khả năng làm nhà, làm xong, làm nơi cứu giúp, làm chỗ thú hướng cho tất cả chúng sinh. 9. Thí thuốc thang cho người bệnh liền được không già, không chết, đầy đủ cam lồ thơm ngọt. 10. Thí các đồ cần dùng liền được pháp phần bồ đề thù thắng vi diệu, vật dụng đầy đủ. Đó là 10 pháp khen ngợi bố thí. Khi Bồ Tát cầu bồ đề, sẽ được nhiếp thọ tất cả khen ngợi. Lại có 10 pháp khen ngợi, nếu Bồ Tát có khả năng thanh tịnh thì mới có thể hành bố thí. 1. Nếu bố thí đèn sáng thì được ngũ nhãn thanh tịnh của Như Lai. 2. Nếu thí tiếng ca hay thì được thiên nhĩ thanh tịnh. 3. Nếu thí vàng, bạc, lưu ly, sa cừ, mã não, san hô, hổ phách, mani, trân châu và các thứ báu khác thì được 32 tướng đại trượng phu của Như Lai. 4. Nếu thí các món báu quý, các loại hoa đẹp thì được 80 vẻ đẹp của Như Lai. 5. Nếu thí voi ngựa xe cộ thì được đông người vây quanh. 6. Nếu thí vườn rừng đẹp thì được thiền định giải thoát đẳng trì, đẳng chí, viên mãn đầy đủ. 7. Nếu thí tiền tài, lúa thóc kho chứa thì được viên mãn đầy đủ các pháp bảo tạng. 8. Nếu thí nô tỳ và các người phục dịch thì được tự tài đầy đủ, trí tự nhiên viên mãn của Phật.
9. Nếu thấy vợ con quyến thuộc thì được chánh đẳng, chánh giác, viên mãn tối thắng, khả ái. 10. Nếu thấy vương vị giàu có, làm quốc chủ bốn đại châu thì được tất cả thiện pháp, thành tựu đầy đủ nhất thiết trí của Bồ Tát. Nếu Bồ Tát thực hành đầy đủ viên mãn 10 pháp khen ngợi này, thì khi cầu Bồ Đề sẽ được nhiếp thọ tất cả khen ngợi. Đã có 10 pháp khen ngợi, nếu Bồ Tát có khả năng thanh tịnh thì mới có thể thực hành bố thí. 1. Nếu thấy cái vui của năm dục thì được giới, định, tuệ, giải thoát tri kiến, các uẩn thanh tịnh cho đến các việc vui, chơi, thích thú đều được như ý. 2. Nếu thấy hai chân thì được đầy đủ pháp thiện, đến Bồ Đề tràng. 3. Nếu thấy hai tay thì được pháp chủ, thường hay trao truyền cho người khác viên mãn trọn vẹn. 4. Nếu thấy tai thì các căn được đầy đủ, không có khiếm khuyết. 5. Nếu thấy mũi cũng được các căn đầy đủ. 6. Nếu thấy các chi phần trên thân thì thân không có các khiếm khuyết thanh tịnh như thân Phật. 7. Nếu thấy mắt thì được pháp nhãn thanh tịnh. 8. Nếu thấy máu thịt thì được thân mạng chân thật của tất cả chúng sinh, nuôi dưỡng mạng sống bằng sự bố thí chân thật. 9. Nếu thấy tủy thì được thân kim cang kiên cố bất hoại. 10. Nếu đã Bồ Tát thấy đảnh đầu thì được an trú ba cõi tối thắng, vô thượng hiện chứng viên mãn nhất thiết trí. Này Xá Lợi Tử, nếu đã Bồ Tát cầu Bồ Đề thì nên bố thí như vậy, các tướng như thế mới có khả năng viên mãn tất cả pháp Phật, nhiếp thọ khen ngợi. Này Xá Lợi Tử, Bồ Tát trí tuệ dùng tuệ thù thắng thậm thâm, không vui với cái vui vật chất tầm thường thế gian, mà chỉ cầu cần cầu chánh đẳng chánh giác, cầu pháp cam lộ, cầu trí đại giác, cầu niết bàn vắng lặng. Bồ Tát luôn xả bỏ mọi thú vui, các thứ âm nhạc hay ở thế gian, tất cả đều hướng về nương tựa chánh đẳng chánh giác. Này Xá Lợi Tử, ví như người nông phu cày cấy trồng trọt ở thế gian, mỗi khi muốn cày ruộng, trước hết phải chọn cày cho chắc, chứ đến là rắp ráp các dụng cụ, móc trâu vào đầu cày, rồi mới cày ruộng. Có lao nhọc mới có vật dụng nuôi dưỡng mạng sống. Người cày cấy trồng trọt kia vì muốn tồn tại mạng sống cũng có thể làm ra vàng, bạc các loại châu bóng cho đến lúa tóc, y phục các vật. Vì sao? Vì tiền tài không bằng lúa tóc. Lúa tóc là chính. Đại Bồ Tát cũng như vậy. Nếu y thời, y xứ, dùng cái vui vật chất tiền tài ở thế gian mà bố thí, thì có thể nương vào chánh đẳng chánh giác. Này Xá Lợi Tử, với như bầy trâu thức ăn cỏ xanh rồi uống nước trong mát, nước và thức ăn quân bình thì mới có sữa, rồi mới thành tô, sau thành sinh tô, kế nữa thành tục tô, như vậy lần lượt đều được đầy đủ. Các đại Bồ Tát cũng như vậy, trước đem cái vui vật chất tiền tài ở thế gian ra bố thí thì phải nương vào chánh đẳng chánh giác, tùy theo sự vui thích mong muốn đã được thành tựu, hoặc làm chuyển luân thánh vương, hoặc thành tựu ba tướng thù thắng là thập địa Bồ Tát, mười lực bốn vô sở ý của Như Lai. Lại nữa sẽ được thành tựu ngàn sự nghiệp đạt được 18 pháp bất cộng Phật, lại nữa được thành tựu ngàn sự nghiệp đạt được 60 âm thanh vi diệu thanh tịnh của Phật, lại nữa được thành tựu trăm sự nghiệp thì được một đại nhân tướng của Như Lai, lại nữa nếu thành tựu 200 sự nghiệp thì được đảnh tướng ô sắc nị sa thanh tịnh tối thượng của Như Lai, lại nữa nếu thành tựu trong thứ công đức diệu tướng thì có khả năng viên mãn âm thanh đại pháp loa của Như Lai, lại nữa nếu thành tựu trong thứ câu chi diệu tướng công đức thì được răng bằng khết trắng tinh vi diệu tối thượng. Này Xá Lợi Tử, vì thế nên biết nghiệp quả báo thù thắng của Như Lai Bồ Tát đều có thể thành tựu, nếu có thể phát khởi một niệm từ tâm bố thí những gì mong muốn cho người, cho những người hành khất thì đồng với những ai phát tâm hằng hà sa số không khác. Như vậy mới có thể thành tựu tam ma địa Phật. Nên biết chư Phật khi xả tam ma địa trong mỗi sợi lông của Như Lai ứng cúng chánh đẳng chánh giác đều có thể hóa hiện hàng trăm tam ma địa hóa hiện tự tại. Này Xá Lợi Tử, Như Lai đã có tất cả pháp Phật, sự nghiệp thần thông, tướng thù thắng như vậy đều là đại hạnh mà Bồ Tát đã tu từ trước. Đem cái vui vật chất tiền tài ở thế gian phụng cúng Như Lai là về nhiếp thọ, cần pháp cam lồ, cầu niết bàn vắng lặng. Này Xá Lợi Tử, vì lý do đó cho nên Đại Bồ Tát đem cái vui vật chất ở thế gian mà hành bố thí thì nên nương tựa quả chánh đẳng chánh giác.
Lại nữa này, Xá Lợi Tử, ta nhớ đời quá khứ trước vào kiếp A Tăng Kỳ là quá vô lượng vô biên kiếp chẳng thể nghĩ bàn. Lúc đó có Đức Phật ra đời, tên là Phước Sinh Như Lai, ứng cúng, chánh đẳng, chánh giác, minh hạnh, tốt thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điêu ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Đức Phật ấy sống đến ngàn năm. Trong hội Phật có 100.000 đại chúng bí xô, đều là đại A-la-hán, đã hết các lậu, không còn phiền não, tâm được tự tại, đến bờ giác ngộ. Lúc đó có một người đánh sợi, sắc tướng đoan nghiêm, ai nấy đều thích ngắm nhìn. Chỗ người ấy ở cách chỗ du hóa của Đức Thế Tôn không xa. Người ấy khi làm xong công việc của mình rồi, đi đến chỗ của Đức Thế Tôn Phước Sinh Như Lai. Đến rồi phát tâm thanh tịnh dâng cúng Thế Tôn một sợi chỉ, thưa rằng, nay con dâng cúng Thế Tôn một sợi chỉ này, cứu xin Đức Thế Tôn thương xót con mà thọ nhận. Con nguyện đem thiện căn này đến đời vị lai, được các nhiếp pháp. Lúc đó Đức Thế Tôn liền chấp nhận. Người đánh sợi này từ đó về sau cho đến khi thành Phật, như vậy lần lượt đã cúng dường 500 sợi chỉ cho Thế Tôn, nhờ đó mà trong 15 kiếp không đọa đường ác. Lại nữa, nhờ thiện căn này mà trong ngàn câu chi kiếp được làm chuyển luân thánh vương, là nhờ thiện căn này mà trong ngàn câu chi kiếp người ấy được làm thiên chủ đế thích, là nhờ thiện căn này mà thân được mềm mại, tướng rất thương yêu. Người này sớm tu hành, sự nghiệp tối thắng, thân cận cúng dường ngàn câu chi Đức Phật, tôn trọng cung kính, cúng dường hương hoa, đèn, đuốc, đồ ăn, thức uống, y phục, tràng phan, bảo cái, thuốc thê và các vật dụng khác. Cúng dường rồi phải sau lại quá A Tăng Kỳ kiếp, sẽ chứng quả chánh đẳng chánh giác, hiệu là thiền nhiếp thọ Như Lai, ứng cúng, chánh đẳng chánh giác, minh hạnh, túc thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trường phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Đức Phật ấy sống đến 20 câu chi tuổi. Trong hội Phật có 20 câu chi này cho tha chúng đại bí xô, đều là đại A-la-hán, đã hết các lậu, không còn phiền não, tâm được tự tại đến bờ giác ngộ. Có 5 câu chi chúng đại Bồ-Tát, đều an trụ chánh đạn chánh giác, tuyên nói chánh pháp, hóa độ vô lượng chúng sinh, làm lợi lạc rồi nhập đại Niết Bàn. Sau khi Đức Thế Tôn ấy nhập Niết Bàn, chánh pháp trụ thế trọn 1.000 năm, rồng làm Phật sự như ta hiện nay, sẽ nhập Niết Bàn không khác. Này Xá Lợi Tử, ngươi thấy người dệt sợi phát tâm thanh tịnh như vậy, dùng một sợi chỉ dâng cúng Như Lai, như vậy lần lượt thành tựu pháp Phật đều là do tâm thanh tịnh rộng lớn. Này Xá Lợi Tử, vì thế nên biết nếu tâm không rộng lớn là không siêng năng thì không được quả báo thù thắng. Nếu tâm thanh tịnh đem các vi vật chất ở thế gian, tùy theo khả năng dù cúng ít, nhưng lại được tất cả quả vui đáng quý. Là nếu Bồ Tát trí tuệ đem trí lực tăng thượng làm nhiều việc ít lợi ích thù thắng. Vì sao? Vì lực rộng lớn rồi. Vì lực rộng lớn xuất hồi hướng vô lượng. Khi ấy Đức Thế Tôn muốn làm sáng tỏ nghĩa trên liền lặp lại bằng kể rằng: Bố thí không cầu nơi sắc tướng, không cầu thọ dụng hay giàu có, chỉ cầu vô thượng Phật Bồ Đề, dù là thì ít được lợi lớn, không cầu danh tiếng và tiếng khen. Cái vui thế gian cũng không cầu, dứt luôn hy vọng về sinh diệt. Cầu Phật đại quả không gì khác, ăn uống y phục và vật dụng, đối nhất thiết xứ không mong cầu. Phát tâm thí như đầu sợi lông, cầu cửa cam lồ luôn mở rộng. Phát tâm bố thí không cao thấp, cũng không quanh co hay sang lận, trừ khử tất cả mọi biến nhát, mạnh mẽ làm lợi khắp thế gian, hoặc tiền hoặc thóc nuôi thân mạng. Và mọi thứ khác đều bố thí, thế rồi sinh niềm vui phấn khởi, Bồ Đề giải thoát rất dễ được. Cha mẹ con cùng người yêu nhất, những ai đến sinh đều ban cho, ai thấy cũng không tâm ganh ghét, nhờ tu hành Bồ Đề tối thượng. Những gì thấy được không giận dữ, bạn ác bạn thiện xem như nhau, an ủi những ai hay sợ hãi, không chấp trước vào các sự pháp, không cầu vương vị sinh pháp dục, tiên nói chánh pháp môn xuất ly. Pháp thí phổ cập các chúng sinh, lợi ích thế gian thường không xả. Vui không cầu vui thích ở chư thiên, chỉ cầu vô thượng Phật Bồ Đề. Bố thí không mong danh tiếng lớn, xả bỏ thân mạng và các pháp. Nhưng mà không xả Phật Bồ Đề, không phải cầu nhãn thức sắc tướng, cũng lại không cầu sinh chư thiên, chỉ cầu Niết Bàn vui tối thượng, không chấp vào những gì mình thấy,
hoặc thành hoặc hoại đều không cầu. Người trí thường sinh tâm chánh trí, hiểu rõ tất cả pháp chánh đạo. Lại nữa này, Xá Lợi Tử, vì thế nên biết, các đại Bồ Tát siêng năng thực hành tu tập Bố Thí Ba La Mật Đa như vậy, chính là tu hạnh thù thắng của Bồ Tát. Phẩm 7 trì giới Ba La Mật Đa phần 1. Lại nữa này, Xá Lợi Tử, sao gọi là các đại Bồ Tát tu tập trì giới Ba La Mật Đa, tức là rộng tu hạnh thù thắng của Bồ Tát? Này Xá Lợi Tử, Bồ Tát có ba pháp hành thiện là thân, miệng, ý đều hành thiện. Sao gọi là thân hành thiện? Nghĩa là Bồ Tát xa lìa sát sinh, trộm cắp, tà nhiễm. Đây gọi là thân nghiệp hành thiện. Lại nữa, Bồ Tát xa lìa nói dối, nói theo dệt, nói hai lưỡi, nói ác. Đây là ngữ nghiệp hành thiện. Lại nữa, Bồ Tát không tham, không sân, chánh kiến. Đây là ý nghiệp hành thiện. Bồ Tát suy nghĩ như vậy. Làm sao thân miệng ý thường làm thiện? Nếu thân không tạo nghiệp thì không có sát sinh, trộm cắp, tà nhiễm. Đây là thân hành thiện. Nếu miệng không tạo nghiệp thì không nói dối, nói theo dệt, nói hai lưỡi, nói ác. Đây là miệng hành thiện. Nếu ý không tạo nghiệp thì không có tham, sân, si, tà kiến. Đây là ý hành thiện. Là nữ Bồ Tát quán sát như thật. Nếu thân miệng ý không tạo nghiệp, thì đối với các pháp làm gì có biểu hiện? Đối với thân miệng ý làm gì có tạo tội? Nếu các màu xanh vàng đỏ trắng hồng tía biết lục sẽ biểu hiện thế nào, thì không có nhãn thức biểu hiện, không có nhĩ tỷ thiệt thân ý thức biểu hiện. Vì sao? Vì không có năng sinh hay sợ sinh, năng khởi và sợ khởi. Nếu nó đã không thì làm gì có tạo nghiệp? Bồ Tát nghĩ như vậy rồi. Biết rõ giới tướng hiện tiền không có sợ tác. Nếu không sợ tác thì làm gì có biểu hiện? Nếu không biểu hiện thì làm gì có chấp trước? Như vậy mới gọi là Bồ Tát hành thiện đối với giới tướng cũng không có sợ quán. Nếu đối với giới tướng không có thú hướng thì không có sợ quán. Nếu quán như vậy thì không khởi hữu thân kiến. Nếu không khởi hữu thân kiến thì đối với trì giới, phá giới, như lý, suy xét đều không thấy. Nếu quán như vậy, đối với cảnh giới giới pháp, phép tắc không có liễu tri, như vậy trì giới đối với mình, đối với người đều không sợ đắc, cũng không sợ hành. Nếu đối với mình và người không sợ hành, thì đối với giới không hủy phạm, khiếm khuyết, cũng không chấp thủ, hoặc mình hoặc người đều không sợ đắc, giới không sợ đắc. Nếu giới không sợ đắc thì giới học không hủy phạm. Nếu giới học không hủy phạm thì giới cũng không hủy phạm. Như vậy tức là giới không sợ thủ. Cớ gì không thủ? Vì tất cả pháp đều không sợ thủ. Thế nên tất cả pháp không tự cũng không tha đối với vô ngã, nên thủ thế nào? Khi ấy Đức Thế Tôn muốn làm sáng tỏ nghĩa trên, liền lặp lại bằng kệ rằng: thân nghiệp thanh tịnh miệng cũng vậy, ý thường thanh tịnh tu tịnh hành, cấm giới thanh tịnh lại thường hành. Đây là Bồ Tát trì tịnh giới, mười thiện nghiệp đạo rất thù thắng. Bồ Tát trí tuệ khéo quán sát, đối thân miệng ý đều không tu. Đây là người trí trì tịnh giới. Không tu, không thắng, cũng không thọ. Hình sắc hiện sắc cũng lại không. Nếu quán không hình hiện sắc tướng, làm sao thấy rõ được các cảnh? Nếu giới vô di không tu tập, mắt đối sắc cảnh không thể quán, tai mũi lưỡi thân ý cũng vậy, các cảnh không thể làm biểu thị. Căn thức nếu không có tướng ra, bi tâm nên quán sát như vậy, đối với thanh tịnh giới cũng không, giới không sợ đắc lại không trụ, hiểu rõ như vậy không ngã tưởng, giới không sợ hộ khéo hộ giới, không tưởng giới lại không tu giới, trọng hạnh bồ đề lìa các kiến. Nếu đối các kiến không sợ quán, không thấy cũng lại không hiểu biết, đây là không thấy xứ cũng không, trong đó trì phạm không lãnh thọ. Nếu rõ không hộ lý chánh pháp, pháp tắc của giới chẳng nghĩ bàn, khéo hay biết rõ môn chơn hộ, không giới cũng lại không sợ đắc. Vì không ngã tưởng giới không đắc, không ngã cũng lại không có giới, đã nói thường sinh tâm lìa sợ, tịnh giới chính là lời vô ngã. Giới không lãnh thọ là vô ngã, giới lại cũng không có y chỉ. Không giới không cầu, không ngã ngôn,
không trì, không phạm, không sở thủ. Về giới không ngã nên không khởi, không ngã tức là không giới tưởng, hạnh bồ đề là tuệ sâu xa. Như vậy giới tướng được vô ý, những ai khuyết phạm cũng không được, người trì đều nhờ sức tánh hộ. Các pháp không được cũng như vậy, vì kẻ ngu si nói trì phạm. Lành thay người khéo hộ tịnh giới, đối giới thắng quả không trói mở. Vì đoạn các kiến tội không sinh, cho nên không đọa ba đường ác. Giới không sở trì, không sở thọ, ngã kiến không sinh, tích không đọa. Như vậy đã biết rõ về giới, đó là không trì cũng không phạm. Nếu đối ngã pháp không thể thấy, đối với ba cõi cũng không quán, huống là trì phạm có sở hành, như vậy người thấy khéo trì giới. Lại nữa này Xá Lợi Tử, mười thiện pháp của Bồ Tát có ra đều là từ tâm ý thanh tịnh, từ hành tinh tấn thù thắng, từ tín hiệu nghiệp báo dục rộng lớn, thiện tối thắng. Đối với bậc thánh luôn thân cận thừa sự, đối với tôn sư không khởi phân biệt, hoặc thánh hoặc sư đều lãnh thọ chánh pháp. Cần cầu không đắm trước, chỉ cầu Bồ Đề không tiếc thân mạng. Này Xá Lợi Tử, Bồ Tát trì giới, mười pháp thù thắng như vậy đều từ trong tâm Bồ Tát mà có. Nếu ai có khả năng an trụ mười pháp này thì có thể tích tập các thiện pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Phật Thuyết Đại Thừa Bồ Tát Tạng Chánh Pháp Kinh, quyển 18 hết. Nguyện đem công đức này hồi hướng về khắp cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật đạo. Con xin hẹn quý vị vào những buổi đọc kinh lần sau.